Tiếng nào có dấu huyền? Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau? N, M, G, B, N, M. Bạn nhỏ đang làm gì? Quét nhà, phơi quần áo, giặt quần áo, rửa bát. Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau? Ư, U, O, O. Đâu là cái ô hay còn gọi là cái dù? Tiếng nào có dấu sắc? Hồ, nụ, đủ, đá. Bạn nào đang múa? Bạn nhỏ đang làm gì? Ăn cơm, tập thể dục, rửa mặt, đánh răng. Tên gọi của các loại quả trong hình sau có trung âm gì? Tên loại quả nào có âm E? Đây là hoa gì? Hoa giấy, hoa sen, hoa lan, hoa phượng. Tên con vật nào có âm ư? Tên gọi của các món ăn trong hình có trung âm gì? Đây là gì? Chiếc đèn pin, cái quạt giấy, quả bóng bay, chiếc đèn lồng. Trong hình có chữ nào viết ngược? Đây là gì? Bếp ga, tủ lạnh, đồng hồ, quạt điện. Đây là gì? Bánh gai, bánh bao, bánh nướng. Đố bạn biết, mùa gì cặp sách trên vai, yêu xa hương cốm đón khai giảng về, từ thành phố tới vùng quê, thơm mùi hoa sữa, thêm mê nắng vàng. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa hạ. Đố bạn biết, mùa gì cặp sách trên vai, yêu xa hương cốm đón khai giảng. Mùa thu. Hình sau giống chữ gì? Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Đây là số. Điền chữ thích hợp vào chỗ trống sau. Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Trong hình trên có tất cả chữ SC. Em hãy ghép dấu thanh với từ chứa dấu thanh đó. Mợ. Dì. Má. Em hãy ghép hình ảnh loài hoa với âm đọc thích hợp. Hoa mai. Hoa cúc. Hoa hướng dương. Em hãy ghép hình ảnh con vật với âm đọc thích hợp. Bạch tuộc. Cá mập. Cá sấu. Cá heo. Em hãy ghép hình ảnh hoạt động với câu thích hợp. Bà tết tóc cho em. Em cầm chổi quét sân. Em nhặt rau giúp mẹ. Em hãy xếp các hình ảnh sau vào nhóm thích hợp. Lưu ý! Hoạt động vệ sinh cá nhân xếp vào ô số 1. Hoạt động làm việc nhà xếp vào ô số 2. Em hãy xếp các hình ảnh sau vào nhóm thích hợp. Lưu ý, đồ dùng học tập xếp vào ô số 1, đồ dùng trong bếp xếp vào ô số 2, phụ kiện thời trang xếp vào ô số 3. Chữ cái sau theo thứ tự trong bảng chữ cái. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau.